độc lạ sân bay có đường sắt cắt ngang đường băng. Máy bay và tàu hỏa phải nhường đường di chuyển cho nhau, đó là hình ảnh thường thấy tại sân bay Gisborne của New Zealand, nơi có đường băng giao với đường sắt. Gisborne được đánh giá là một trong những sân bay đặc biệt trên thế giới khi có đường băng giao với đường sắt. Đây vốn là một sân bay địa phương nhỏ nằm tại miền Tây thành phố Gisborne, New Zealand. Sân bay Gisborne có diện tích khoảng 160 hectare, chia thành 4 đường băng, gồm một đường băng chính và 3 đường cho máy bay nhỏ. Trong đó, đường băng chính giao với tuyến đường sắt chạy từ phía bắc Palmerston tới Gisborne và cắt ngang sân bay. Cả hai tuyến đường này vẫn được các cơ quan chức năng tại thành phố Gisborne cho phép hoạt động, chỉ hạn chế thời gian hoạt động của sân bay. Thông thường các chuyến bay ở đây được phép hoạt động từ 6 giờ 30 phút sáng cho tới 8 giờ 30 phút tối mỗi ngày, sau đó phải đóng cửa đến sáng hôm sau. Tại sân bay Gisborne, nếu tàu hỏa hay máy bay trùng lịch của nhau, một trong hai phương tiện phải dừng, đợi phương tiện còn lại đi qua. Nếu may mắn, du khách có thể bắt gặp khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua, cách máy bay đang hạ cánh rất gần. Dù vậy, chưa xảy ra bất cứ sự cố đáng tiếc nào tại sân bay Gisborne. Nhưng đối với ban quản lý sân bay, đây là thử thách không đơn giản khi phải điều tiết lịch cất, hạ cánh máy bay theo giờ hoạt động của tàu. Có khoảng hơn 60 chuyến bay nội địa hoạt động ở sân bay Gisborne mỗi ngày. Một sân bay cũng có cấu trúc bị cắt ngang bởi đường sắt, còn có sân bay Wynyard, nằm tại vùng bờ biển phía tây bắc của Tasmania, nhưng sân bay này đã phải ngừng hoạt động từ năm 2005 vì điều kiện hạ tầng giao thông nơi này kém thuận lợi hơn ở Gisborne. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.